Xin chào anh em nào muốn tự sửa được hệ thống điện của máy gặt Kubota DC70 thì hãy chú ý theo dõi rất nhiều video này của Mạnh. Bởi vì như anh em đã thấy, Mạnh đã có những chuẩn bị toàn bộ hệ thống điện điều khiển và điện thế lực. Anh em thấy từ ắc quy, dây dẫn điện này, rất là nhiều thứ. Anh em biết cái dây dẫn này nó dẫn đi đâu không? Đây là dẫn lên vị trí đóng lúa này, xong đó này đi lên dàn đầu, và đây là các cái vị trí rắc nối của quạt, và tiếp tục đây là phía bơm nhiên liệu. Mạnh đã có chuẩn bị rất nhiều dây dẫn này cho anh để có thể làm những cái video thực tế nhất, và Mạnh sẽ dựng nó lên thành một cái hệ thống điều khiển điện tiêu chuẩn. Thưa anh em, dây dẫn điện đây, rất là cụ thể, rất là đầy đủ, và có cả này đồ bọc mọi thứ. Đây anh em có thấy hệ thống cầu chì này đó, hệ thống cầu chì dơ le, công tắc, ổ khóa, các cái công tắc, các cái cảm biến cụ thể, bình ắc quy, và thưa anh em đây tay lái, tay cần điều khiển đây ạ. Đó anh em thấy không ạ, rất là cụ thể nhé. Bộ đề, máy phát, bơm nhiên liệu, lọc nhiên liệu, và kế các cái bảng táp lô này, mọi thứ đã được Mạnh chuẩn bị. Và sẽ có rất nhiều các video nói chi tiết, và Mạnh sẽ dựng lên thành một mô hình máy gặt nguyên bản cho anh em xem. Đây ạ. Một mô hình máy gặt nguyên bản cho anh em xem. Cụ thể và đầy đủ để cho tất cả anh em, tất cả những người theo dõi kênh kỹ thuật máy KTM của Mạnh, cũng như tất cả những người sử dụng máy nông nghiệp có thể chủ động sửa chữa, khắc phục toàn bộ hệ thống lỗi của máy nông nghiệp, để làm sao cho máy nông nghiệp được hoạt động ổn định nhất và tạo ra lợi nhuận cao nhất cho anh em, để cho anh em có thể luôn luôn giành thắng lợi trong cái việc đầu tư máy nông nghiệp, và máy nông nghiệp sẽ mang được lợi nhuận để nuôi sống, làm giàu cho gia đình của anh em. Bởi vì Mạnh thấy rằng anh em sử dụng máy nông nghiệp còn rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng mà đây thật sự là một ngành nghề không phải ai cũng có thể làm được, nên là Mạnh sẽ làm tất cả rất nhiều những cái video để có thể giúp được anh em chủ động hơn khi mà máy nó có vấn đề, hoặc là kể cả những cái câu chuyện tính toán về cách làm thế nào, làm ở đâu, làm như thế nào, hợp đồng ra làm sao. Hy vọng rằng kênh kỹ thuật máy KTM sẽ là một cái điểm tựa để cho rất nhiều anh em có thể thành công được trong cái lĩnh vực đầu tư máy móc nông nghiệp. Đó là một mong muốn vô cùng lớn của Mạnh, hy vọng rằng sẽ được anh em ủng hộ, và trong suốt thời gian vừa qua thì anh em cũng đã ủng hộ Mạnh rất là nhiều, và những cái thiết bị này Mạnh cũng đã nhận được từ một số anh em rất là tâm huyết, đã gửi cho Mạnh rất là nhiều thứ. Chỉ cũng có những thứ có tính tiền, nhưng có những thứ không hề tính tiền, nên là qua đây Mạnh cũng rất cảm ơn những anh em đã ủng hộ Mạnh, và Mạnh sẽ giới thiệu những anh em đấy, những anh em trong các cái video mà sau khi Mạnh sẽ dựng cái này lên thành một mô hình và hoàn chỉnh tất cả các thiết bị ở đây, để cho nó giống như một cái hệ thống điện của máy gặt DC70 thật sự ở bên ngoài, thật sự đang dùng, để có thể giúp cho anh em hiểu thật kỹ về hệ thống điện và chủ động sửa chữa. Bởi vì Mạnh biết rằng máy nông nghiệp, khi mà chúng ta dùng máy nông nghiệp, chúng ta càng chủ động được việc sửa chữa bao nhiêu thì chúng ta càng thắng lợi bấy nhiêu. Bởi vì máy ấy, không có cái máy nào nó cũng hoạt động được cả ngày đâu, cả mùa đâu, mà nó sẽ có vấn đề. Nhưng mà khi nó có vấn đề, chúng ta chọc cái ăn ngay thì chúng ta sẽ không bị dừng máy lại, và không bị dừng máy lại thì
hoàn toàn chúng ta sẽ thu nhập được nhiều hơn ở đó. Và đương nhiên là từ đó chúng ta sẽ giành thắng lợi cũng như là có cái lợi nhuận cao. Chúc anh em sử dụng máy nông nghiệp người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và hết sức thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video lần sau. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi mình đăng video mới.